Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị Tổng thống Trump cho vào lò. Phương Tây đã phản ứng càng lúc càng mạnh mẽ trước những hành vi thô bạo của Trung Quốc khi nước này thúc đẩy chính sách đồng hóa ngả sang hướng diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương. Hoa Kỳ mới đây đã trừng phạt Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc đầu tiên vì hồ sơ đen tối này của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc ảnh chụp vào ngày 12 tháng 3 năm 2019. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên Hoa Kỳ đã ban hành trừng phạt một Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc cùng với ba quan chức cấp cao khác theo luật Magnitsky vì đã đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc, 64 tuổi, bị đưa vào danh sách đen cùng với ba quan chức cấp cao khác bao gồm Trần Gần Quốc, Chu Hải Luân, Phó Bí thư Tân Cương và Vương Minh Sơn, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Tân Cương, cùng với người thân từ nay không còn được đặt chân lên đất Mỹ. Còn Hoắc Lưu Quân, cựu Bí thư Đảng ủy Công an Tân Cương cũng nằm trong danh sách nhưng không bị hạn chế nhập cảnh. Lệnh trừng phạt được đưa ra theo luật Magnitsky cho phép chính phủ Mỹ phong tỏa tài khoản, cấm nhập cảnh với những đối tượng vi phạm nhân quyền, cấm công dân Mỹ làm ăn với những người này. Một viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng truyền thông Reuters, danh sách đen không phải là trò đùa, không chỉ mang tính biểu tượng mà còn ảnh hưởng đến tên tuổi, hạn chế khả năng di chuyển và kinh doanh. Sau khi việc triệt sản phụ nữ ở Duy Ngô Nhĩ bị tiết lộ mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tố cáo như sau. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn coi thường tính chất thiêng liêng của sinh mạng và nhân phẩm con người. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 17 tháng 6 đã ký ban hành luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ được lưỡng đảng Quốc hội thông qua vào hồi tháng 5. Hệ thống trại tập trung quy mô đã mọc lên tại Tân Cương từ khi Trần Toàn Quốc được điều về làm bí thư vào tháng 8 năm 2016 ở đây. Đây là hình ảnh người biểu tình Duy Ngô Nhĩ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình và dẫm ảnh bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Trước đó, khi làm bí thư Tây Tạng từ năm 2011 cho đến năm 2016, ông Trần đã chấn áp vùng đất này với bàn tay sắt, dẫn đến hàng loạt vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng. Ngay trong năm đầu tiên tại Tân Cương, Trần Toàn Quốc đã tuyển một số lượng nhân viên an ninh tương đương với 5 năm ở Tây Tạng. Theo nhà nghiên cứu Vance, trường đại học British Columbia ở Canada, về mặt bắt người tùy tiện, ông ta là lãnh đạo tống giam nhiều người nhất tại Tân Cương trong 40 năm qua. Và thượng nghị sĩ Marco Rubio, người bảo trợ đạo luật, nói rằng động thái này đã được chờ đợi từ lâu và cần có những bước tiếp theo. Tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới đại diện những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đã hoan nghênh quyết định trên, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu và các nước khác theo chân. Mới đây nhất, Hoa Kỳ đã tiếp tục trừng phạt Trung Quốc về Tân Cương. Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã thông báo các trừng phạt mới nhắm vào một tập đoàn Tân Cương và hai quan chức vì liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với sắc tộc thiểu số ở Tân Cương. Cũng trong một báo cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa vào danh sách đen công ty Trung Quốc XPCC, một cựu bí thư chi bộ của công ty và phó bí thư chi bộ, giám đốc của công ty XPCC này. Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty trên đã được xác định như là một tổ chức bán quân sự, công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tăng cường kiểm soát người dân vùng Tân Cương. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản của các đối tượng trên tại Mỹ, cấm mọi hoạt động giao dịch làm ăn với người Mỹ. Cũng vào năm ngoái, Mỹ cũng đã đưa 28 tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen. Đây là hình ảnh biểu tình ngày 3 tháng 7 năm 2020 gần Nhà Trắng kêu gọi chính quyền Mỹ có biện pháp trước tình trạng Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2019, trong một thông báo, Bộ Thương mại Mỹ khẳng định 28 cơ quan tổ chức nói trên có liên quan đến chiến dịch chấn áp nhắm chủ yếu vào người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, chính phủ Mỹ cũng cho biết trong số các quan chức tổ chức bị Washington xếp vào danh sách đen có 8 đơn vị kinh tế, còn lại là các cơ quan của chính phủ Trung Quốc, trong đó có văn phòng công an tỉnh Tân Cương. Trong số các doanh nghiệp bị Mỹ nhắm tới có công ty Hikvision chuyên về camera giám sát và các doanh nghiệp như Mevi Technology và Sensor Time trong lĩnh vực trí tuệ thông minh nhân tạo. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Will Ross cũng nhấn mạnh như sau, chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Thương mại không thể và sẽ không dung thứ cho hành động đàn áp thô bạo dân tộc người thiểu số khắp nơi tại Trung Quốc. 28 cơ quan, tổ chức của Trung Quốc sẽ không được phép nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ.
Ngoài ra, biện pháp trừng phạt của Washington cũng đã khiến Trung Quốc không thể dùng các công nghệ của Mỹ để đàn áp các người dân tộc thiểu số vốn không có khả năng tự vệ. Và thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ nói rõ là các cơ quan tổ chức nói trên đã tham gia vào việc triển khai chiến dịch đàn áp của chính quyền Trung Quốc, bắt giữ người một cách ồ ạt và vô cớ, dùng công nghệ cao để theo dõi, giám sát người dân. Và không chỉ có Mỹ mà các nước phương Tây khác như Anh, Pháp mới đây cũng đã thẳng thắn lên án chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Vào hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói Trung Quốc vi phạm thô bạo nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ. Ông phát biểu, chúng tôi muốn có một mối quan hệ tích cực với Trung Quốc, nhưng chúng tôi không thể thấy những hành vi vi phạm nhân quyền thô bạo của họ mà không lên tiếng. Ông Raab sau đó đề cập tới các thông tin Trung Quốc triệt sản có hệ thống người Duy Ngô Nhĩ cùng các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương, bắt ép gần 1 triệu người vào trại cải tạo tập trung. Ngoại trưởng Anh nêu quan điểm, rõ ràng là có những vụ vi phạm nhân quyền thô bạo đang diễn ra. Các báo cáo này chắc chắn chúng tôi nhớ tới những thứ đã từ lâu không còn nghe thấy, nhưng giờ những điều như vậy lại đang xuất phát từ một thành viên hàng đầu của cộng đồng quốc tế muốn được người khác coi trọng. Đây là một động thái đáng chú ý từ Anh Quốc vì các chính phủ trước đây của Anh thường cân nhắc yếu tố thương mại khi lên tiếng trong những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Còn phía bên kia của eo biển Manche ở Pháp cũng tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc về hồ sơ trấn áp người Duy Ngô Nhĩ. Điều trần trước Hạ viện Pháp ngày 21 tháng 7, Ngoại trưởng Pháp James lên án những biện pháp trấn áp không thể chấp nhận được mà chính quyền Bắc Kinh đang áp dụng đối với cộng đồng người theo Hồi giáo ở Tân Cương, và đồng thời yêu cầu cử các nhà quan sát độc lập đến vùng tự trị này. Ngoại trưởng Pháp phát biểu như sau: những trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ với quy mô lớn, những vụ mất tích và lao động cưỡng bức, những vụ cưỡng ép triệt sản, hủy hoại di sản văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là những nơi thờ phụng, tất cả những biện pháp này là không thể chấp nhận được vì đi ngược lại với những nguyên tắc phổ quát được ghi trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Và vì thế, chúng tôi, tức là nước Pháp, cương quyết lên án. Trước mắt chúng tôi chỉ yêu cầu đơn giản là Trung Quốc cho phép các nhà quan sát độc lập quốc tế đến khu vực này, cũng như cho phép cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc được tự do đến thăm Tân Cương. Và giới quan sát cũng chú ý đến những lời tố cáo chi tiết của Ngoại trưởng Pháp, trong khi đó trước đây Paris còn thận trọng hơn trên hồ sơ nhạy cảm này. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Đây là hình ảnh một trại gọi là trại cải huấn ở Đạt Phản Thành, Tân Cương, Trung Quốc. Theo hãng truyền thông của Pháp AFI vào ngày 21 tháng 7, Thượng nghị sĩ Pháp André Cotlin thuộc Đảng Cộng Hòa đã tiến bước cho biết vấn đề truy bức người Duy Ngô Nhĩ đang được thảo luận ở cấp độ Liên minh châu Âu. 26 nước châu Âu đồng ý thông qua, Hungary vẫn còn chút do dự. Nhưng từ giờ đến cuối năm 2020, nếu vẫn còn quyết tâm chính trị, chúng tôi, tức là Liên minh châu Âu, có thể thông qua được một đạo luật cho phép đưa ra các biện pháp tương tự với những biện pháp mà Hoa Kỳ đã ban hành để trừng phạt Trung Quốc về tình hình người Duy Ngô Nhĩ. Và kể từ năm 2012, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính sách chấn áp người Duy Ngô Nhĩ đã được thi hành khẩn trương và mạnh tay. Cho đến nay, khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị nhốt trong các trung tâm dạy nghề mọc lên như nấm ở Tân Cương trong thời gian nhanh đến chóng mặt từ năm 2013. Mức tăng dân số ở Tân Cương đã giảm 84% từ năm 2015 cho đến 2018 vì chính sách cưỡng ép triệt sản. Tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo đang bị hán hóa, thậm chí bị diệt chủng một cách dã man, vô nhân tính. Và theo nhà nghiên cứu Đức Andrea Jens thì năm 2018, có đến 80% trường hợp đặt vòng là tại Tân Cương, trong khi vùng đất này chỉ chiếm 1,8% dân số Trung Quốc. Công trình nghiên cứu 28 trang từ các dữ liệu của Trung Quốc chứng minh nhà nước độc đảng này đang lao vào cuộc chiến dịch hạn chế sinh sản đối với một nhóm người sắc tộc. Đây là một trong năm tiêu chí xác định nạn diệt chủng được định nghĩa trong Hiệp ước ngăn ngừa và trấn áp tội ác diệt chủng của Liên Hợp Quốc vào năm 1948. Và từ năm 2016, số sinh tại những phường xã mà đa số là dân người Duy Ngô Nhĩ đã giảm mạnh, trong khi những nơi cư dân là người Hán lại tăng lên, thậm chí gấp 8 lần. Việc hạn chế sinh sản được chỉ đạo từ cấp cao nhất ở Bắc Kinh nhằm hạ thấp dân số Duy Ngô Nhĩ vì làm giảm bản sắc quốc gia và nhận diện Hán tộc. Một nhà sử học của Trung Quốc giấu tên đã nhận định, bắt đầu từ việc cấp nhà đất miễn phí để thu hút người Hán di cư ồ ạt lên Tân Cương, nhưng sau thất bại việc Hán hóa một cách hòa bình, Bắc Kinh bèn sử dụng những biện pháp phát xít. Ngừa thai, triệt sản, cưỡng bức phá thai được tiến hành song song với việc tẩy não những trẻ em bị tách rời khỏi gia đình.
hàng trăm ngàn nhân viên người Hán được gửi đến sống chung với các gia đình Duy Ngô Nhĩ, ngủ chung với các phụ nữ độc thân. Giới quan sát nhận định rằng bằng chứng diệt chủng Duy Ngô Nhĩ nhiều hơn cả Rwanda, đặc biệt là chính sách thô bạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em rất đáng quan ngại, vì diệt chủng tập trung và chặt đứt mối quan hệ giữa các thế hệ. Bắc Kinh tất nhiên đã phủ nhận tất cả mọi cáo buộc của phương Tây theo kiểu ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Đây là hình ảnh biểu tình trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 phản đối Bắc Kinh, dòng chữ trên biểu ngữ với tên "Trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tùy tiện tại Trung Quốc, Liên Hợp Quốc cần phải lên tiếng". Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, 27 nước châu Âu, trong đó có Anh Quốc, đã cùng trình lên Liên Hợp Quốc một tuyên bố chung kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để chống chiến dịch trấn áp người tận cương. Đáp lại, Bắc Kinh huy động được 46 nước ủng hộ chiến dịch chống khủng bố của Trung Quốc. Phần lớn trong số này là các nước ở châu Phi, những con nợ của Trung Quốc. Và sức mạnh của Trung Quốc ngày càng kiểm soát được nhiều tổ chức quốc tế, ngay cả Liên Hợp Quốc, và vận động được nhiều nước, kể cả các nước Hồi giáo, im lặng trước tội ác mà Trung Quốc gây ra với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Tuy nhiên, bài xã luận mang tựa đề "Những gì đang diễn ra tại Tân Cương là diệt chủng" trên tờ Washington Post vào ngày 6 tháng 7 đã làm cho Trung Quốc có phần e sợ khi tác giả kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh 2022. Và lần đầu tiên, hai tập thể Duy Ngô Nhĩ lưu vong kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Cho dù có xóa đi những tài liệu trên mạng, tội ác của Bắc Kinh đã bị tiết lộ. Và ngày càng có nhiều bằng chứng, thậm chí là bằng chứng sống về việc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Thế giới đã bừng tỉnh trước những hình ảnh man dợ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ và đang nỗ lực trừng phạt Trung Quốc về vấn đề này thay vì những thái độ lừng khừng trước kia. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 với bản tin "Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị Tổng thống Donald Trump cho vào lò". Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.